Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu dự án truyện tranh Non-Stop Vina House của Jean Hozat thuộc chương trình nghệ sĩ lưu trú tại Villa Sài Gòn dành cho các nghệ sĩ quốc tịch Pháp hoặc đang sinh sống tại Pháp chuyên về sáng tác đương đại. Mục đích của chương trình là nhằm củng cố, thúc đẩy đối thoại nghệ thuật giữa hai nước. Thưa quý vị, những cái món ăn của thành phố Hồ Chí Minh, những cái địa danh nổi tiếng quen thuộc của thành phố thì cũng sẽ xuất hiện trong cái cuốn truyện tranh của một tác giả người Pháp trong dự án Villa Sài Gòn. Truyện tranh có tên gọi là Non-Stop Vina House và đây là 10 trang đầu tiên của cuốn truyện tranh này và sẽ được hoàn thành trong thời gian sắp tới. Jean Hozat là một họa sĩ vẽ minh họa, nhà thiết kế đồ họa chuyển động và tác giả truyện tranh với các dự án Une Aventure và Looking for Flutman tại Zitrans Edition. Bên cạnh đó, anh còn sản xuất âm nhạc và chơi piano. Non-Stop Vina House là một dự án tranh truyện pha trộn giữa yếu tố hư cấu và phim tài liệu nhằm mục đích làm nổi bật Vina House, một phong cách âm nhạc phóng khoáng đặc trưng của Việt Nam từ những năm 90. Trong lần tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Sài Gòn, tôi nhận thấy đây chính là cơ hội để phát triển các dự án của mình bằng cách thâm nhập vào một nền văn hóa và xã hội mới, cảm nhận sự nở rộ của những thực hành văn hóa mới, sự thích ứng với không gian của giới trẻ Việt Nam, những biến chuyển không ngừng của thành phố năng động này và rộng hơn là nền văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Thì cái câu chuyện này cái kể về một cặp đôi trẻ Martin và Antoine đến Việt Nam đi du lịch, thì họ dừng chân tại thành phố Hồ Chí Minh để thăm gia đình của Martin. Thì sau một thời gian, anh bắt đầu cảm thấy là bị thu hút bởi một cái dòng nhạc hoàn toàn mới lạ, đó là Vina House. Thì tất cả mọi người ở Việt Nam chúng ta đều biết dòng nhạc này xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 90. Thì xuất phát điểm của cái dòng nhạc này là những bản nhạc Âu Mỹ, sau đó thì sẽ được remix, phối lại làm sao cho cái tiết tấu, nhiệt độ nó đơn giản và tốc độ nó cao. Qua câu chuyện này thể hiện được một phần đó chính là cái sự ảnh hưởng văn hóa qua lại giữa Việt Nam với thế giới nói chung và giữa hai nước Pháp và Việt Nam nói riêng. Triển lãm Non-Stop Vina House diễn ra từ ngày 7 đến 17 tháng 3 tại phòng triển lãm IDCAF 31 Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.